tell Phuy to wake up because it's look nice. Phuy, look. We in the elephant. Elephant. Phuy. Là căn phòng ánh sáng 3D. Vào trong đó tuy hơi tối nhưng lên hình rất là đẹp. Chúng em sẽ hỗ trợ gia đình bằng toàn bộ bên trong. Nhà bên dưới đưa điện thoại cho chúng em là sẽ có bằng một điều của em qua đâu. Quay phim thoải mái ạ, xin ơi. La la đi đánh xin vui vui luôn. La 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 vui vui. La la la. La 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 vui luôn luôn. Okay. Oh no. Phui. Đừng có. Bức tường. Đừng có. Not there. Okay, let's go another room. Okay, let's go another room. Foods. Which one you want with the kids? Oh, they're over here now. Wow. So beautiful, guys. Let her go around, Nani. I will clean her feet later. Go. Say cheese. Love it? Huh? You like it? Look, that one. No. He hit daddy already. We go over there, Kang. Look up. Open. Đây. Which one you want? Yeah. So beautiful. You like it? Wow. Oh, wow. Me. Wow. Yeah, we might go over here. Yeah, video. Whoa. Wow. Oh, hot. See over there. Mommy, I'm gone. Careful. Where you want? Here. Dirty cheese. Maybe over there. Oh. Yeah, cheese. Okay, this one. Wait, this one. Yeah.
Holland Garden. Chu. You want bumblebee? Yeah, you love it? Why is it so nice here, guys? Guitar? We're gonna go to the water lily. Over there, Fui had a balloon. Wow, go here. Careful, there. Xưa đất nước Thái thì sản xuất cây cao su này á là bán qua châu Âu, bán qua cho Trung Quốc, bán qua cho Mã Lai. Hello Dad. Ah, look at her. The Fui. Fui. The elephant. Look at her. Look at her. La. Dạ, gia đình mình ăn trưa không? No mà. Đặt. Ăn no mà. Dạ, no là giờ mình đi tham quan hay đi vào ở trong này, khu này rất là rộng. 680 mẫu đất rồi. Chứ mấy chú á, coi mình đi vòng vòng để tham quan, coi gặp ổng không? Dạ, cô gái Úc trong nhà đó. Cô này à. Thời còn nhỏ, trẻ thì thấy mẹ mình cực khổ cho nên là cổ mới sinh vào làm gốm sứ. Chính vì vậy mà khi mà làm gốm sứ cho nên là cái hoa tay của cô rất là đẹp. Thì sau này làm âm hưởng gốm sứ ở trong sở du lịch này rất là nhiều. Hay là bằng tay hết luôn à. Sau khi mà cổ có được cái hoa tay cổ được bằng cổ mạng cho cổ hai sáng quá nhiên mỗi ngày mỗi buổi sáng cho nên là sư tặng một bức tường có một viên có lợi. Thì từ đó là cổ mua bán kinh doanh thì cũng may mắn. Và bắt đầu giàu có lên thì mới về cái vùng đất này, mới mua đất lên từ từ và dần dần giàu có lên. Thì cũng mở cái du lịch, nhưng mà cái ngành gốm sứ của mình là cái nơi đầu tiên mà cổ có được cái công việc. Cho nên là sẽ mang âm hưởng gốm sứ rất là nhiều ở trong này. Và khi mà cổ giàu lên là cổ chưa có biệt thân tứ diện vì thân phận. Nhưng tất cả những nơi giống như Mã Lai hay là những nơi khác bên Hồng Kông, bên Trung Quốc cũng thờ vì thân này. Temple, go daddy, go daddy in that side. Các thầy thần tiếng gì nè? Mình chỉ thấy đây là vị thần Phạm Thiên, cai quản 36 cung trời, ứng thân ở đất nước Thái là vị thần bốn mặt. Go daddy, you want go daddy, bốn mặt tượng trưng cho bốn hướng. Từ bi hỷ xã, bốn phương tám hướng. Hello, for we look. Mặt thứ nhất, công danh sự nghiệp. Mặt thứ hai, tình cảm, tình duyên, con cái. Mặt thứ ba là tiền tài, kinh doanh, mua bán. Và mặt thứ tư là bổn mạng và sức khỏe của mình. Và anh chị thấy vị thần này, ai có duyên phước thờ vị thần này hoặc đeo vị thần này trong người hoặc là thờ cúng thì được độ mạng, kinh doanh, mua bán rất là... Và đặc biệt những vị
đại gia các nước, anh chị thấy cả Việt Nam của mình hay là ở nước ngoài đi thờ vị thần này, anh chị thấy là ban kinh doanh mua bán đem lại cái phúc lợi phúc khí rất là cao. Bởi vì vị thần này là ứng thân của Việt Nam mình, là vị Quan Tham Bồ Tát 33 ứng thân Quan Tham Bồ Tát à. Sẽ có thời gian để các em sẽ chia sẻ nhiều về tâm linh của đất nước Thái về đất của mình. Bây giờ mình đi tiếp vào trong này thì sở thứ Samadhi World. Tất cả những cái này đều làm từ người hết à, tức người làm hết, nhưng mà những người thờ ở đây á, người ta làm rất là chỉnh chu những khu vực ở đây. Gia đình mình à, chú ý vào con mắt á, những khu vực đó đều có cái linh hồn à. Có cái gì? We look, oh my gosh, the dinosaur over there. Dinosaur over there. I think you can drone here. Yeah. Chỗ này thì mở rộng. Yeah, cho nên bà chủ ở đây xây ở đây đó là âm hưởng về tâm linh rất là nhiều, kể cả những ngôi chùa vàng từ thời Ayutthaya còn được tái hiện trở lại ở trên này, ở trong thời Xá Lợi Đức Phật. Và khu này mấy chú sẽ thích nè, bởi vì những loài cây biển, cây cảnh thú vui nhàn hạ khi về buổi xế chiều, đúng không ạ? Ai chỉ cần buổi chiều ra tưới nước ngắm những cái này là thấy vui rồi. Ở đây là hơn 300 công nhân làm việc ở đây, nhưng mùa Covid vừa rồi 2 năm dịch, ông không cho nghỉ ngày nào hết, vẫn làm việc bình thường, vẫn chăm sóc và vẫn nuôi trồng những cái loài cây này cho dù là đóng cửa. Những cái loài cây này là trồng mấy chục năm mới có được cái màu của cái thứ này, nhưng mà chỉ như một cái những màu cái thứ này. Và đặc biệt đó là khi mình mua về mình chơi mà nó yếu đi rồi á, thì đem qua bên này người ta bảo dưỡng, bảo trì và chăm sóc trở lại cho nó khỏe trở lại. Thì mình chỉ vô đây người ta đưa catalog thôi, mình sẽ chọn. Resort á, hoặc là ở Bali á, người ta đặt về những cái loại gốm sứ này. Anh chị cô chú nào mà đi Bali rồi á, thì sẽ thấy rất là nhiều. Hoặc là đi về Chiang Mai, khu vực phía Bắc, hoặc là đi về Ayutthaya, thành phố cổ, thì người ta sẽ ưa chuộng cái này, thích hợp cho thành phố cổ. Hoặc là giống như Việt Nam mình về Hội An rồi vậy, thì người ta thích những cái loại gốm sứ này bởi phù hợp với lại có bản đồ bên đó. Bản đồ đất đó là những cái đó là mới khai thác ra làm, còn hơn một nửa là còn sống à. Mấy chú, mấy cô, dạ, để dành tiền được mình đầu tư vô đây miễn ha, đó còn sống lắm á. Năm chú, đầu tư một cái khu nào ở đây nè. Vui luôn, luôn. Và mấy cô tay này chịu nắng dữ. No, hắn đã quán. No, các bạn. Rồi, xong bây giờ thì mình đi vào công viên khủng long. Vui, đây nó sẽ về đây, vui. Có rất là nhiều loại khủng long mà ông chủ ở đây á, là người từ nhỏ là tuổi thơ dữ dội. Ngồi chứ là nghiên cứu về khủng long, cho nên những con khủng long ở đây được nghiên cứu. Bây giờ thì đời ông bà là khổ nghèo, sẽ tới đời của cô nông nức. Thì tới đời của cô là từ xưa là cô còn nhỏ là cô làm thức thì cô khi mà mỗi buổi sáng cho dù mình không có tiền nhưng mà mình đều mua đồ làm thức thiền cúng hóa duyên cho sư. Người ta nói không có ai giàu ba họ, không có ai khó ba đời. Đời ông bà, đời cha mẹ của mình khó thì tới đời mình, nếu mình tích phước đầy đủ từ ông bà của mình để lại, cha mẹ mình để lại tới mình hết cái trách nhiệm thì nó còn cái phước đến thì mình làm cái gì nó cũng thuận lợi. Cho nên là tới đời cô thì cái phước của cô thì có và cô mua bán kinh doanh bắt đầu giàu có lên. Và tới đời ông con, ông con là đời thứ hai đang hưởng thụ. Thì ông con sinh năm 80, năm bây giờ là 50, là bây giờ là 70 mấy tuổi rồi, 73, 74 tuổi rồi, 74 nhưng mà không có con.
Dạ, không có con, chỉ có những người đẹp bên cạnh thôi. Thế thì lại, ông chủ ở đây làm phước thiện rất là nhiều. Thì làm phước thiện như thế nào thì lát mình đi tham quan tiếp. Còn bây giờ thì tới điểm này để cho cô chú anh chị chụp hình và nghỉ ngơi ở đây. Nếu mình nắng, mình có thể vào quán cà phê này ngồi ha. Và mình thích chụp hình với vườn cùng. Ok, let's go up in the middle, ok. Wow, they have a lot. Chụp hình không? Chụp hình rồi. Where do you guys spend the day? Right here. Ở đây là đường chưa? Được rồi. Ông già bà lão hoàn toàn đường. Thanh niên phụ nữ kẻ đường người chưa? Đúng không ạ? Trẻ con thì hoàn toàn là chưa có đường. Dạ vu. Dạ. Anh đi. Thế đành phải đi một vị Phật giáo có thật trong lịch sử tao là. No, look. Và mình đi vòng ra là đài ha, để cho mình tham quan. Nếu như gia đình đã chưa qua đây tham quan ngắm dọc bên kia thì cũng có ngôi chùa vàng bên kia. Và đặc biệt là ông chủ ở đây làm tâm linh về Phật giáo rất là nhiều, bởi vì mang lại âm hưởng và sắc thái về Phật giáo, và đặc biệt là trường tồn theo thời gian. Cho dù có tiền bạc nhiều thế nào vàng ở những ngôi chùa đó, cho dù có thay đổi gì thì vẫn trường tồn theo thời gian. Tất cả ở đây là bằng sức người làm nên hết à. Thì công nhân, nhân viên làm hàng ngày và thay đổi cảnh quan. Cho nên là nhiều anh chị đi mấy cái cảnh quan thay đổi liên tục. Để gia đình không có bị chán và mới phong cảnh lên. Và đầu tư rất là kỹ. Buffalo. Ở đây á. Bây giờ thì có nhiều cảnh trong này xây về ấm hưởng chùa chiền nhiều lắm à. Và càng có mình mua bán thì mình bị người thành phố gọi câu gì à. Thường mình ở thành phố mình bị gọi câu gì à? Đồ nhà quê đúng không ạ? À? Gái nhà quê đúng không ạ? À? Người nhà quê. Cái câu nói này khi xưa ông còn nhỏ. Phú Huy, you hold okay, maybe you feel dumb. Đi theo mẹ, đi theo mua bán để ông nghe người khác. Người ta cũng nói chuyện với bạn mình, cứ kêu bạn mình là đồ nhà quê. Hoặc là ông lớn lên thì người thành phố chơi cũng nói ông là cái đồ nhà quê. Khi mà mình bị coi thường như vậy. Nhưng khi mà phước tiền có nhiều giàu có lên thì cái tên. So what if you do that? Maybe the next day Phú Quý and các trường sẽ not go. Oh, no. Good job. Honey, các con scare. Daddy pray in the toilet. Mm-hmm.
afraid em. Không có bị dao động gì đó. Cái là firework đâu. Kitty. Awesome. Oh, that's it, that's it. Fui so generous right now. Fui. Yes. So you so you pray, you need to pray. You need to pray. Fui. I need a lot. Which one you want? The one is had the firework. Okay, the one firework day. No, over there. They had the flower over there, Johnson. Which one? Oh, here, Fui. Oh, here you give the candle. Yeah, I think you have to buy the candle. Pray first. Yay, come on. You have to pray first, okay? Say pray first. Hey, uy, no, no. Don't blow. Why do you want to do it?